Baby bus. Xin chào, tôi là thuyền trưởng Kiki. Hãy chọn giúp tôi một chiếc thuyền đi nào. Thuyền rồng. Hãy chọn một vài món đồ trang trí đẹp mắt. Đi thôi nào, thuyền trưởng nhỏ. Thuyền trưởng Kiki, nàng tiên cá bị con bạch tuộc bắt giữ. Bạn có thể đi tìm họ được không? Tôi sẽ đi tìm nàng tiên cá. Hãy đi theo bản đồ để tìm bạch tuộc và nàng tiên cá nhé. Nàng tiên cá đang đợi chúng ta tới cứu. Cố lên. Quái vật đang đến ngăn cản chúng ta. Hãy đuổi quái vật biển đi nhé. Coi chừng, quái vật bạch tuộc đến rồi. Biển bị đánh bại rồi. Đây là phần thưởng của bạn. Hãy mở nó ra. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Giữ nút để khởi động con thuyền. Nàng tiên cá đang đợi chúng ta tới cứu. Cố lên. Chuyện Kiki, chúng ta chẳng bắt được con cá nào cả. Bạn có thể giúp tôi được không? Không vấn đề gì cả. Hãy giúp tôi đi tìm những chú cá này. Tôi đi tìm những chú cá này. Đây là cá dành cho bạn. Cảm ơn thuyền trưởng Kiki. Đây là phần thưởng của bạn. Hãy mở nó ra. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Nàng tiên cá đang đợi chúng ta tới cứu. Cố lên. À, thuyền bị cháy rồi. Hãy dập lửa đi nào. Hãy dập tắt lửa trên thuyền bằng bọt. Giàn dầu khiến đại dương bị ô nhiễm. Hãy đảm bảo vệ sinh sạch hoàn toàn nhé. Tuyệt quá, lửa đã được dập kịp thời. Đây là phần thưởng của bạn. Hãy mở nó ra. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền.
Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau, hãy tiếp tục thu thập. Đích đến ở ngay phía trước rồi, hãy đi tiếp nào. Cướp biển đến rồi, hãy đánh bại hắn. Đừng hòng chạy thoát. Tôi sẽ quay lại. Bạn đã đánh bại cướp biển, làm rất tốt. Đây là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau, hãy tiếp tục thu thập. Hãy giữ vững tay lái, đi thôi nào. Đây là trạm dịch vụ, hãy lái thuyền vào trong và kiểm tra xem nào. Sơn bị chóc ở trên thuyền rong và mấy cái đinh trên thuyền cũng bị dị rồi. Hãy lấy những cái đinh dị ra và thay đinh mới. Hãy sơn chiếc thuyền rồng. Thuyền của chúng ta đã được sửa xong rồi. Đây là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Đã thu thập tất cả các miếng ghép của cano đệm khí. Đích đến ở ngay phía trước rồi, hãy đi tiếp nào. Có một cơn bão ở đằng kia, hãy cẩn thận. Hãy lái thuyền đến càng gần nhất. Chứ cơn bão ngày càng mạnh hơn. Cơn bão mạnh thêm nhiều nữa, hãy tăng tốc nào. Hay lắm, chúng ta đã đến cảng rồi. Thắt dây thừng và cố định chiếc thuyền. Bạn được an toàn trong cơn bão. Đây là phần thưởng của bạn, hãy mở nó ra. À, bạn có một nhãn dán rồi. Nàng tiên cá đang đợi chúng ta tới cứu, cố lên. Hãy giữ vững tay lái, đi thôi nè. Nàng tiên cá đang đợi ở trên hòn đảo kia. Nàng tiên cá đang ở ngay đây rồi. Chúng ta cần mở khóa mã này trước khi vào. Chừa khóa mã hóa để tìm hình dạng chính xác.
trừ khi ông Bạch Tuộc muốn kết bạn với chúng tôi. Bà nghĩ gì về điều đó? Thật ư? Chính xác, chúng ta hãy là bạn và thưởng thức những món ăn ngon cùng nhau. Ha 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 ha, được rồi. Thật tuyệt vời, đấy là phần thưởng của bạn. Ồ, bạn có nhiều phần thưởng quá. Tuyệt vời, cano điện khí cũng được mở khóa rồi.